Hello các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm cái nước chấm thần thánh, hay gọi là cái nước chấm hải sản, nước chấm thịt nướng các bạn, hải sản cũng được mà đồ nướng cũng được. Thì nguyên liệu chúng ta gồm có một lon sữa đặc, chanh, cái này là ở quê mình gọi là quật hay là tắc tắc các bạn, cho nó thơm, chanh và muối. Các bạn nên sử dụng muối hạt, vì muối hạt là nó thanh, nó độ mặn của nó không có nhiều, còn muối 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 ớt á, muối tinh muối bột á là nó cái hàm lượng mặn của nó rất là cao, cho nên là nó không ngon bằng muối hạt nha các bạn. Lá chanh, một ít lá chanh, ớt ớt các bạn ưng ăn ớt xanh thì các bạn sẽ làm ớt xanh, mà ưng ăn ớt đỏ sẽ làm ớt đỏ. Thì ớt này xíu nữa nó sẽ làm cho cái nước của mình có màu đỏ, thì do ớt đỏ, có màu xanh là do ớt xanh các bạn. Và đường và bột ngọt, chúng ta sử dụng cái vá này để đông, để đo lường các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm. Đầu tiên là cái chanh này mình sẽ vắt nước ra. Cái tát này là làm cho cái nước nó thơm hơn, thì chanh nó vẫn thơm nhưng mà cái tát này nó có mùi thơm riêng biệt nữa. Tùy theo mức độ ăn chua của bạn mà các bạn sẽ vắt nhiều. Thì hôm nay mình làm hết cái lon sữa đặc, cho nên mình vắt khoảng 2 trái chanh và 10 trái tát. Đối với cái lá chanh này thì các bạn sẽ bỏ cái phần gân lá đi. Gân lá này nó mình làm kỹ. Mình chỉ cần bỏ cái gân lá này thôi các bạn. Những lá nào nếu mà chanh các bạn già thì các bạn bỏ cái gân ra, nếu lá chanh non thì các bạn để cái gân cũng được, những lá già chúng ta mới bỏ gân nha các bạn. Xíu nữa chúng ta bỏ vào máy xay sinh tố, chúng ta xay nhuyễn rồi không cần xắt đâu. Về phần ớt thì các bạn bỏ cái cuộn đi. Ớt ớt chỉ thiên này nó rất là cay, cho nên là tùy theo cái bạn muốn cay thì bạn bỏ nhiều ớt nha. Còn bạn muốn vừa phải thì bỏ cái cuộn này đi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bỏ tất cả những cái hỗn hợp mình vừa chuẩn bị xong để mình cho vào trong cái hũ sinh tố này để chúng ta xay. Thì cái tỷ lệ là như thế này, mình sẽ đưa tỷ lệ lên màn hình, tức là tỷ lệ là nửa nửa muỗng một một vá bột ngọt này thì 2 vá muối. Giờ mình sẽ cho vào đây một vá bột ngọt nữa, mà để qua mình chỉnh cái máy lên xíu đã. Rồi ok, một vá bột ngọt này. Đó. Mình cho một vá bột ngọt này, thì mình cho hai vá muối nha các bạn, một vá muối này, muối này, một hai. Rồi đường tương tự như vậy, đường thì chúng ta cho tỷ lệ bằng bằng muối. Một muỗng rưỡi đường thôi. Rồi. Ớt thì mình muốn ăn cay thì mình cho hết số ớt này vào.
Lá chanh thì bây giờ chúng ta cho hết vào luôn. Đối với nước cốt chanh thì chúng ta cũng cho bằng tỷ lệ muối một vá nước cốt chanh, 2 vá nước cốt chanh, cho 2,5 vá luôn đi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đục cái lon sữa này ra và cho hết cái lon sữa này vào, bởi vì mình làm cái số lượng nó hết cái lon sữa này, được chưa các bạn? Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái lon sữa này vào. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ lên trên, mình sẽ bỏ cái hỗn hợp này vào trong máy xịt tố và xay lên nghe các bạn. Đây, mình đã làm xong rồi các bạn. Đây, nó bong lên có màu như thế này. Để mình đổ đổ qua qua hũ này cho các bạn xem. Nó lên bột như vậy các bạn. Xíu để cho nó lắng lắng nó bay bớt khí ra các bạn nghe. Nó lên bột là nó hơi bị bong. Hồi nãy mình quay nói với các bạn là mình bị bỏ thiếu một muỗng canh đường các bạn, bỏ một vá đường nữa thiếu. Khi mà các bạn làm xong, bây giờ chúng ta làm xong, chúng ta nếm lại, chúng ta cảm thấy nó chưa được chua, chưa được ngọt hay là gì đó, chưa được cay thì chúng ta lại bỏ thêm. Chúng ta có thể thêm vào. Đó. Thì mình sẽ bỏ vào trong cái hũ nhỏ như thế này. Và cách bảo quản của nó là các bạn sẽ để trong ngăn đông á, đặc biệt bỏ trong ngăn đông tủ lạnh đó các bạn. Các bạn sẽ bỏ cái muối thần thánh này vào trong cái ngăn đông của tủ lạnh á, thì có thể để dành khoảng 2 tháng cũng được các bạn. Và khi nào chúng ta ăn hải sản thịt nướng thì chúng ta đem ra chúng ta nhỏ ăn bao nhiêu đổ ra bao nhiêu. Để trong tủ lạnh là rất là lâu nha các bạn, có thể 1 tháng 2 tháng vẫn được các bạn, nhưng mà các bạn nhớ bỏ trong ngăn đông á, nó không đông lại đâu, nó không không nó không có bị đông đá lại đâu các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem kênh của mình để theo dõi cái chia sẻ của mình. Nếu các bạn thấy hay thì bấm vào like và đăng ký kênh ủng hộ mình, có động lực làm những clip tiếp theo nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn. We'll be right back.